Em đi vào đây để em giới thiệu cho con nhé. Trang, hôm nay em bố vừa tìm về để ra mắt đấy. Vâng, chào gì? Ô Trang, con nói chuyện kiểu gì đấy? Ôi anh, con nó còn nhỏ, đi mình quát nó thế. Dì chào con nhá. Ôi con này. Nhà này nhắn luôn. Thôi anh ạ, không có gì đâu. Dần dần con bé nó sẽ hiểu thôi. Thôi, đi vào đây với anh nhé. Bà kia, nói thật đi, bà quen bố tôi nhằm mục đích gì đấy? Dì không có ý đó đâu, dì quen bố con là vì tình cảm mà. Tình cảm á? Nghe tình cảm của bà giá bao nhiêu tiền, ra giá luôn đi. Rồi dần dần, con sẽ hiểu dì thôi. Để tôi xem, bà diễn được đến khi nào. Sao thế tiểu thư, bọn tôi ra đây còn việc gì thế? Chán lắm mày ạ. Tự dưng bố tao dẫn đâu cái bà gì kẻ, chả biết ở đâu về. Nhìn nước vào mắt ra. Ôi dồi ôi, tưởng chuyện gì. Mày nãy tao nghĩ cách cho. Đó. Ừ, được. Ê. Em lỡ trượt chân thôi, không sao đâu anh ạ. Thôi, bố trông gì nhá, con lên trên phòng đây. Ừ, sao em lại bất cẩn thế hả em? Em có đau chỗ nào không? Không sao đâu. Ừ, thôi, đi vào kia ngồi nhá. Hả? Ô cha, sao con lại đi lấy trộm tiền của bố? Không phải việc của ba, mà ít cái mồm thôi. Oh no. Con đi đâu ra nhiều tiền thế này? Tiền? Đây là tiền của con bố ạ. Con làm gì mà có nhiều tiền như thế? Có phải con lấy trộm của bố đúng không? Dạ, dạ con. Trang, con cái thói ăn trộm bắt đầu thế ạ? À? Mày. Trang có sợ mày ạ? Hả? Trang có sợ mày ạ? Anh ơi, anh ơi, có chuyện gì thì hai bố con từ từ giải quyết. Sao đi đánh con như vậy? Nó hư quá thôi, nó dám ăn trộm tiền của anh.
hôm nay anh sẽ dạy nó một bài học. Từ đã nào. Tiền gì anh? Tiền lấy của anh đây này. Tiền. Ôi anh ơi, anh hiểu nhầm rồi. Tiền này là tiền em vừa cho con đấy. Trang, đây phải tiền gì cho con không? Thôi, tiền không phải bên con nữa đâu. Con xin lỗi bố. Nên tiền con lấy trộm của bố ạ. Trang, bố lại coi thiếu thốn gì không? Mà sao con lại ăn trộm thế? Thôi anh ơi, con cũng biết lỗi rồi. Anh tha cho con lần này đi. Thôi được rồi, hôm nay bố cảnh cáo, nếu sau mà có tái phạm nữa, bố không tha đâu, nhớ chưa? Còn em nữa, đừng có chờ con như vậy, thành hư đấy. Dì ơi, con thật lòng xin lỗi dì. Thời gian qua con đã làm nhiều điều sai trái với dì. Thế người dì còn đau không ạ? Dì không sao đâu con ạ, lần sau con đừng làm như thế nữa nhá. Dạ, con biết rồi ạ. Không, để con mang tiền lên trả bố. Đi vào nghỉ ngơi nhá.